Thêm hai quan chức đã bị bắt trong vụ nổ phi cơ ở Venezuela. Công tố viên trưởng của Venezuela Tarek Saab cho biết vào thứ Ba ngày 14 tháng 8, hai sĩ quan quân đội cấp cao đã bị bắt vì bị cáo buộc tham gia vào các vụ nổ phi cơ không người lái giữa một bài phát biểu của Tổng thống Nicolas Maduro vào đầu tháng này. Chính phủ quốc gia Nam Mỹ này đã cáo buộc các chính trị gia đối lập và các nhà hoạt động chống Maduro ở nước ngoài lên kế hoạch ám sát lãnh đạo cánh tả bằng máy bay không người lái chất đầy chất nổ trong một cuộc diễn hành quân sự. 14 người, kể cả một nhà lập pháp và một số thanh niên đã bị bắt, trong khi 20 người khác vẫn còn bị tình nghi, bao gồm cả người từ nước láng giềng Colombia và từ Hoa Kỳ. Saab cho biết đại tá Pedro Zambrano và tướng Alejandro Perez đã được đưa ra tòa vào thứ Hai. Các nhà chức trách Venezuela còn loan tin rằng các nhà tài chính ở Bogota và Florida đã hứa đánh đổi 50 triệu Mỹ Kim để đổi lấy việc giết Maduro. Xin nhắc lại, tình hình khủng hoảng Venezuela vẫn diễn biến xấu đi và ngày càng có nhiều người trở nên bất mãn với chính phủ Maduro.